Da thì không cái con da nào giống con da nào, vì đây là da hoàn toàn là da cá và được nhà thuật da nổi tiếng trên thế giới thuật da. Dạ anh Kỳ Lân ơi. Ơi anh đây. Anh biết em hỏi rồi mà anh bị liệu. Nói đi em. Dạ em thấy cái túi này da nó khác với những cái da của mấy cái túi khác á. Cái này là da tuyển chọn hả anh? Em hỏi một câu mà anh thích. Em biết sao không? Đây là cái túi mà da mình chọn lựa trong tuyển chọn, sau đó anh đưa cho khách hàng và khách hàng chọn lựa của chọn lựa, mình chọn lựa trong cái sự tuyển chọn, sau mình gửi khách, khách lại chọn lựa trong cái sự tuyển chọn. Mà cái túi này khách hàng yêu cầu rất đặc biệt, từ mặt trước, mặt sau, mặt đáy, mặt hông và hai bên cạnh trên này đều phải có sự logic với nhau, sự đường nét với nhau và sự tinh tế phải đỉnh cao. Đây là một cái túi mà một vị khách hàng đặt để tặng cho một người mà vị khách hàng này vô cùng trân trọng, nên mình đã đồng hành với vị khách từ những cái bước đầu chọn da đến từng cái phụ kiện và đến từng công năng sử dụng, từ cái đầu khóa kéo, từ dây kéo, từ da lót bên trong, và tất cả là một sự tuyển chọn hoàn hảo. Da thì không cái con da nào giống con da nào, vì đây là da hoàn toàn là da cá và được nhà thuật da nổi tiếng trên thế giới thuật da và cung cấp da cho những đơn vị đối tác và hầu hết tất cả những công ty đồ da thời trang nổi tiếng trên toàn cầu, và những công ty nổi tiếng rất nổi tiếng luôn. Từ cái chất da, cảm nhận sờ vào da đều là hoàn hảo tuyển chọn, vì Kỳ Lân là đơn vị chuyên handmade, chuyên đồ cao cấp luxury, custom chế tác hoàn thiện một cách handmade theo cá nhân hóa. Kỳ Lân sẽ phục vụ sở thích và phục vụ cảm xúc về thú chơi đồ cao cấp luxury một cách thăng hoa nhất đến với tất cả những vị khách hàng.